thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt ở ao cá gia đình ông Đào Văn Đến, khu Đầm Thượng, thôn 11, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên. Đây là nơi phát hiện 13 cọc gỗ mà theo khảo sát nhận định ban đầu của các nhà khảo cổ học và cơ quan chức năng có thể liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng của quân và dân nhà Trần năm 1288. Theo quyết định khai quật khảo cổ khẩn cấp của Ủy ban nhân dân thành phố, từ sáng nay ngày 20 tháng 2, viện khảo cổ học phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bắt đầu khai quật bãi cọc Từ sáng ngày 20 tháng 2, Viện Khảo Cổ học bố trí cán bộ trang thiết bị tiến hành khai quật các cọc gỗ. Khu vực khai quật khoảng 400m2 sát phía bờ ao. Trên diện tích này, người dân địa phương săn gạt lớp bùn bám trên các cọc gỗ phát hiện được. Sau đó, cán bộ Viện Khảo Cổ học đo chiều dài, kích thước, đánh dấu và vẽ lại sơ đồ bố trí của các cọc gỗ. Đồng thời, lấy mẫu giám định niên đại các cọc gỗ này. Theo quan sát, thời điểm bắt đầu khai quật, ao cá có 5 cọc nhô lên khỏi mặt bùn 30 đến 60 cm, 4 cọc cách mặt bùn 10 đến 15 cm, hai cọc nằm trong hốc đá kẻ bờ ao. Các cọc gỗ này có kích thước khác nhau, một số cọc bị gãy đầu. Khi mà tát ao bơm nước ao ấy thì anh đến đã phát hiện ra các cọc và cũng đã có một số nhà khoa học xuống khảo sát và cũng rất là mừng là đã thấy các cọc lộ ra rất là nhiều và và đấy là một cái cơ sở cho chúng tôi tiến hành cái việc khai quật chữa cháy lần này vì là tại sao chúng ta phải khai quật chữa cháy bởi vì khi nó đã lộ ra như thế này rồi thì thứ nhất là bà con sẽ nếu để bà con tiếp tục làm ao cá thì sẽ ảnh hưởng đến cọc cái thứ hai là để lộ lâu thì không tốt cho nên là chúng tôi đã phải tổ chức khai quật chữa cháy cấp tốc để thứ nhất là hiểu được cọc nhanh chóng và cái thứ hai là để có biện pháp bảo vệ ngay lập tức để bảo đảm quyền lợi kinh tế cho người dân và công tác khai quật, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên quyết định hỗ trợ gia đình ông đến 25 triệu đồng kinh phí nuôi cá trong năm 2020. Gia đình ông đến cam kết không có hoạt động ảnh hưởng đến công tác khai quật và bảo vệ các cọc gỗ. Xã lại Xuân bố trí lực lượng công an bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm công tác của ngành chức năng liên quan tại khu vực. Nói chung là người ta về người ta nghiên cứu đến có nghĩa là hôm nay cũng cùng gia đình thì cũng tạo điều kiện cho khảo cổ học và ủy ban xã và trong đó có cả lãnh đạo xã rồi lãnh đạo huyện rồi là về để cùng với gia đình để phối hợp để cho tạo điều kiện cho khảo cổ học người ta nghiên cứu. Chứ còn gia đình tôi thì nói đúng ra là cũng muốn là nếu nó là, là cái bái cọc thực sự thì mình cũng là vinh dự cho 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 nhà nước hoặc là cho thành phố hoặc là cho xã hoặc là cho huyện bởi vì là nó nó có một cái di tích từ bao nhiêu đời nay để lại Trước đó, ngày 1 tháng 10 năm 2019, một phần bãi cọc nhọn bằng gỗ lim, xến, táu phát lộ dưới lớp bùn tại ba hố trên cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Cọc được đóng sâu đến 2,5 mét, đầu có ngoàm dùng để luồn dây kéo hoặc mộng ở giữa thân. Mỗi cọc có đường kính 20-50 đến cm, xôn cách nhau 5-7 đến mét. Mẫu cọc được giám định bằng phương pháp đồng vị phóng xạ carbon-14 cho kết quả niên đại từ năm 1270 đến năm 1430. Các nhà nghiên cứu bước đầu nhận định bãi cọc Các Quỳ là bãi cọc của quân và dân nhà Trần chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba năm 1288. Do đó, việc phát hiện khai quật khẩn cấp các cọc gỗ tại khu vực Đầm Thượng, xã Lại Xuân có phần kịp thời bảo tồn những di tích, đồng thời là căn cứ để đánh giá tổng thể trận chiến trên sông Bạch Đằng.